Thưa quý vị, đây là những hình ảnh mà người dân ở xã Công Lý và xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam gửi đến cho chúng tôi trong những ngày gần đây. Theo phản ánh của người dân trong suốt hơn 10 năm qua, vào những ngày nóng, nồm, ẩm, người dân phải sống chung với tình trạng rất nhiều ruồi nhặng xuất hiện. Những miếng rán ruồi bầy la liệt, sau khi xịt ruồi thì sẽ quét ra một đống ruồi như thế này. Và theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, nhất là trong chuyện ăn uống hàng ngày. Và khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên VTC đã có mặt tại hai xã nói trên để tìm hiểu thông tin về sự việc. Thưa quý vị, sau khi nhận được phản ánh của người dân ở xã Công Lý và xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tình trạng ruồi nhặng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân ở đây thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có mặt tại địa phương này để tìm hiểu về thực trạng và nguyên do tại sao trong nhiều năm vừa qua người dân ở đây phải sống chung với ruồi nhặng. Căn nhà hai tầng của gia đình bà Hoàng Thị Lưu ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân quanh năm đóng cửa kín mít như thế này. Lý do được cho là bởi có quá nhiều ruồi bay vào nhà. Mấy năm nay, gia đình bà sinh hoạt chủ yếu ở ngôi nhà cũ phía sau. Những miếng rán ruồi bày la liệt trước sân tạo cảm giác dùng mình cho những người chứng kiến, trong đó có cả những phóng viên như chúng tôi. Số miếng dán ruồi này được gom trong vòng 3 ngày. Theo thông tin từ người dân, trong những năm vừa qua, miếng dán ruồi cùng bình xịt thuốc diệt ruồi là những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, bởi nếu không có thì ruồi nhặng sẽ vây kín, không thể nào ăn uống hay sinh hoạt. Trong thời điểm nhóm phóng viên VTC có mặt để ghi nhận thực trạng, người dân cho biết Do những ngày vừa qua, thời tiết miền Bắc trở lạnh, gió to nên không có ruồi. Còn vào những ngày nồm ẩm hay trời nắng, người dân miêu tả rằng ruồi vây kín sân. Bình thường một ngày thì mình phải cần dùng đến bao nhiêu cái miếng giấy này hả cô? Ừ, à, 20 đến 25 miếng. Đấy, không, không có không được. Ngày rét đấy. Ngày thì không. Ngày thì chắc là ngồi đây. Thì... Ăn cơm toàn phải ăn trong màn đấy kìa. Tình trạng ruồi nhặng diễn ra trong nhiều năm, khiến gia đình bà Lưu phải thích nghi bằng cách thiết kế một cái màn để gia đình ngồi ăn cơm. Thông thường, màn chỉ dùng để đi ngủ khi tránh muỗi, thì giờ đây nó trở thành vật dụng để những người dân tại đây tránh ruồi khi ăn cơm. Các cháu phải cho vào đây này, nồi mỗi nồi cơm điện kia để ngoài. Đấy, đây này ruồi, đây này nó cứ như thế này, đây này tự nó nông dụng như thế này. Như chia sẻ của bà Lưu, cũng vì quá nhiều ruồi nên mới đây bà phải gửi ba đứa cháu nội của mình về nhà ngoại sống, sợ các cháu còn nhỏ chưa biết phân định đúng sai sẽ ăn phải ruồi, ảnh hưởng đến sức khỏe. thậm chí là con cháu hay họ hàng của bà khi về thăm nhà còn không dám ăn bữa cơm. mình mà có công có việc ý là mình có xới lên một đĩa xôi mình thắp hương chẳng hạn là để lên cái ban cúng ấy là không nhìn thấy con ruồi nó bâu hết vào cái, cái hạt gạo cái hạt gạo nó này nó bâu hết chả nhìn thấy đâu là xong là các cô lại phải mang đi thải đi vứt đi kể cả miếng thịt không ăn được thế còn ăn cơm hàng ngày thì đã cho trong màn kia rồi thì nó đỡ nó ở bên ngoài màn ăn xong thì lại ấy lên thế có thế thôi còn ví dụ ngày nọ ngày kia là khách về thì người ta chả ăn người ta nhớ <laughs> sợ người ta đi xuống vĩnh trụ người ta ăn quán ăn cung kể cả các con nhà các cô đi làm về cũng thế cơm mà để các thứ đây nó thầy nhìn thấy nó bâu là nó không ăn đâu nó đi chứ con rẻ con dung nó không ăn nó con ăn thế này có mà đi viện chết à cũng trong tình trạng tương tự tại gia đình ông Nguyễn Đình Dần ở xã Công Lý là liệt những miếng rán ruồi như thế này trần nhà ông Dần có một màu đen nhìn rất bẩn không phải do bụi bám hay bị ẩm mốc mọc rêu Ông Dần cho biết do ruồi đậu quá nhiều và để lại chất thải nên trần nhà mới đen như thế. Cũng giống với nhà bà Lưu, đồ ăn trong nhà ông dần luôn được đậy kín. Việc phun thuốc diệt ruồi cũng được gia đình ông dần thực hiện khá thường xuyên để hạn chế tốt nhất tình trạng ruồi nhặng ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe. Tuy nhiên, xịt được khoảng một thời gian ngắn ruồi lại bâu đầy nhà. Bên cạnh nỗi lo ruồi nhặng, gia đình ông cũng lo lắng về sức khỏe khi suốt ngày sống trong bầu không khí có mùi thuốc diệt côn trùng. Còn ở nhà của chị Nguyễn Thị Thơm, cùng ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, xung quanh nhà răng kín các tấm lưới hay rèm cửa để bảo vệ cuộc sống sinh hoạt của gia đình khỏi sự tấn công của ruồi nhặng. Nhiều thời điểm trong nhà thiếu ánh sáng cũng chỉ bởi lo nạn ruồi. Mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình nhà chúng tôi bây giờ hàng ngày bây giờ có hai mẹ con ở nhà mà nhiều lúc cháu còn không dám ăn cơm cùng với mẹ ở dưới cháu xối riêng một bát cháu chạy lên tầng cháu ăn riêng một mình tới bữa cứ tới lúc mà đi vào bếp nấu cơm ấy là khổ nhất nhiều hôm phải ăn rau nồng nấu xong nếu mà không đậy vào thì ruồi nó xa vào mà thường xuyên ở đây mà bọn tôi phải vớt ra cũng những có những lúc hàng mấy con ruồi ở trong song ra nhưng vẫn phải tiếp tục ăn vì vì là bây giờ chả biết như thế nào. Hàng loạt các thiết bị để chống ruồi, lưới xem cửa, bình xịt thuốc diệt ruồi và cả những miếng dán. Theo chia sẻ của người dân, rất tốn kém cho khoản chi cho việc diệt ruồi. Không chỉ ở xã Công Lý mà xã bên cạnh là xã Nguyên Lý một số hộ gia đình cũng khổ sở vì nạn ruồi nhặng. Việc xây ngôi nhà khang trang này cách đây một năm trước được cho là quyết định hối hận vô cùng của gia đình chị Nguyễn Thị Nhung khi chuyển đến đây. Gia đình phải sống chung với nạn ruồi nhặng. Cửa được trang bị rất nhiều lớp, nhưng phía trong nhà, những miếng rán ruồi vẫn bày la liệt, trong bếp và cả ngoài phòng khách. Còn tại nhà của chị Lê Thị Nga, khi muốn bước vào cửa phải bước qua một hàng rào miếng rán ruồi như thế này. Nhà chị Nga cũng luôn trong tình trạng đóng kín, nhưng ruồi vẫn có thể xâm nhập. Đây là hình ảnh chị Nga cung cấp cho chúng tôi, được chị ghi lại vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Ruồi nhặng đậu rất nhiều vào bát cơm và thức ăn của gia đình. Thậm chí, ruồi cũng là nguyên nhân khiến chị gặp phải những căng thẳng. Đôi khi vợ chồng to tiếng với nhau cũng chỉ vì quá ức chế vì vấn đề này vợ chồng cãi nhau cũng vì rồi. Ai lại uh, chồng tôi thì đi xuất khẩu lao động. Cứ mỗi lần về là nhìn thấy rồi là lại uh, dùng mọi biện pháp để, để diệt rồi uh, đuổi rồi. Nhiều hôm đập hết, nó đi đuổi rồi rồi chưa đi ra thì lại vỡ hết các thứ ở trong nhà. nào thì vỡ phích mấy lần đi đi mua phích mới. Rồi vỡ hết cả bóng điện chính vì 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 để xua đuổi rồi. Khi được hỏi về nguyên nhân vì sao nhiều ruồi đến như vậy, hầu hết người dân ở đây đều nghi ngờ ruồi xuất phát từ trang trại gà của gia đình ông Trần Đức Thu nằm trên địa bàn xã Công Lý, huyện Lý Nhân. Trang trại gà này được huyện Lý Nhân cấp phép hoạt động chăn nuôi từ năm 2018, rộng hơn 9.000m2, khá gần khu dân cư. Với số gà được cấp phép thời điểm đó là 5.000 con. Để xác minh thông tin này, chúng tôi đã đến Ủy ban Nhân dân xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương không đồng ý cho chúng tôi ghi hình mà chỉ cung cấp thông tin. Lãnh đạo xã Công Lý xác nhận việc người dân đã phản ánh có nhiều rồi xuất hiện, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Tuy nhiên, đúng là có rồi, nhưng không có chuyện quét ruồi ra được một đống như hình ảnh mà người dân cung cấp. Bên cạnh đó, ruồi không xuất phát hoàn toàn từ trang trại gà của gia đình ông Thu. Trang trại gà của gia đình ông Thu đã được cấp phép chăn nuôi và chấp hành đúng quyết định cấp phép của huyện Lý Nhân. Trước đó, có thời điểm trang trại này nuôi vượt phép, nhưng chính quyền xã đã lập đoàn thanh tra và xử lý, phạt 32 triệu đồng với chủ trang trại gà này. Vào tháng 10 năm 2023, chính quyền địa phương cũng đã mời đơn vị quan trắc môi trường đến đo chất lượng không khí 4 điểm xung quanh trang trại gà nhà ông Thu. Kết quả cho thấy dưới mức ô nhiễm. Để kiểm chứng điều này, chúng tôi đã nhờ chính quyền địa phương dẫn đến trang trại gà nhà ông Thu. Đúng là vào thời điểm chúng tôi đến, trong trang trại không có ruồi, mô hình chuồng lạnh và dùng men vi sinh khử mùi khá sạch sẽ, không bốc mùi hôi thối. Phía sau có hệ thống quạt gió, ống khói xả thải lên trời. Tuy nhiên, tại đây, bà Nguyễn Thị Loan, vợ của ông Trần Đức Thu cho biết, hiện trang trại đang nuôi đến 18.000 con gà dù số lượng được cấp phép thời điểm hiện tại theo chính quyền địa phương cung cấp là dưới 10.000 con. Thế bây giờ trong trang trại nhà mình là đang nuôi khoảng mấy con gà? Có? Tất cả trong những cái chỉ thị báo cáo là tất cả từng bao thật là bây giờ đã báo cáo tất cả xã này nọ rồi. Còn 1-2 tháng nữa đây là tôi cũng đã điện ở ra gà, là tôi cũng ra. Một ngày tôi đã gọi máy về bình lục là phá chuối là thôi tôi cũng rút dần về dưới ý. Này nọ. Còn chuồng kia là tôi có làm đúng là tôi có định có làm cái cái máy nghiền ngô để mình chế biến ra nó rẻ mình không phải ăn cám này nữa nhưng mà thôi bây giờ trước mắt thì tôi cũng không làm gì thế bây giờ là mà kho đồ 18 nghìn kho bây giờ ấy và con xưởng được xây dựng ngay sát cạnh nhà dân đến nay nhà ông thu đã không còn nuôi gà mà dùng để chứa cám và các nguyên vật liệu phục vụ cho chăn nuôi sau đó quay trở về ủy ban nhân dân xã công lý khi chúng tôi đặt câu hỏi về việc hiện trang trại nhà ông Thu có 18.000 con, trong khi đó số lượng được cấp phép thời điểm hiện tại theo ủy ban xã cung cấp là dưới 10.000 con. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Công Lý cho biết nếu trang trại nuôi vượt con số cho phép thì địa phương sẽ tiến hành xác minh ngay. Về nguyên nhân vì sao các hộ dân ở khu vực xã Công Lý và một số hộ dân ở xã Nguyên Lý ngay cạnh trang trại gà của ông Thu lại xuất hiện nhiều ruồi Chính quyền địa phương cho rằng có thể là do môi trường, thời tiết và một số hộ dân nuôi gà bằng phương thức chuồng hở gây ô nhiễm môi trường. Về việc giải quyết các lá đơn phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cho biết thời điểm đầu đã mời người dân đến làm việc và giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, vào mùa nồm ẩm nếu có mùi hay ruồi nhặng, những lá đơn lại liên tục gửi đi. Kết luận chính thức về lý do vì sao có nhiều ruồi và giải pháp cuối cùng vẫn còn là một câu hỏi lớn. thưa quý vị liên tục những lá đơn của người dân vẫn được gửi đi hàng loạt câu hỏi được đặt ra ở đây là nguyên nhân vì sao ruồi nhặng lại xuất hiện nhiều ở một số hộ gia đình ở xã công lý và xã nguyên lý ruồi nhặng xuất phát từ đâu những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời chính thức mà chỉ được trả lời kèm với hai từ là có thể